Vâng, xin chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay thì mình tiếp tục về Việt Nam một chuyến hàng hoàn toàn đi máy bay hết nhé. Cô chú các bạn, anh chị em đã biết thì hàng ngày hàng tuần mình lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản săn tìm hàng bán về Việt Nam cho cô chú các bạn. Thì trước mắt cô chú các bạn là rất nhiều cái hàng đã được đóng gói cẩn thận, thì lát nữa sẽ di chuyển lên cảng hàng không Narita, sau đó về Hà Nội đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thì đây tất cả các sản phẩm mà cô chúng bạn đã chốt trong mấy ngày vừa qua. Thì trong clip này thì nhân tiện đây thì chuẩn bị bốc hàng thì quay cho cô chúng bạn hai chiếc xe. Hai chiếc xe thì đã có người lấy rồi nhá, đã có người mua rồi thì mình quay cho cô chúng bạn thì xem qua một chút. Vì đây là một chiếc xe điện nhưng mà hàng của ngày xưa cô chúng bạn nhé. Hàng hoài cổ ngày xưa. Cô chú bạn có thể quan sát kỹ thì hàng ngày xưa bao giờ nó có một cái nét đẹp rất là riêng. Hai con này là con xe chợ điện. Con này rất may mắn, nó có một anh ở Hải Phòng anh lấy con xe này. Cô chú bạn quan sát này. Hàng ngày xưa nhưng còn giữ gìn trong tình trạng rất đẹp nhá. Đấy, thì bây giờ mình quay qua cho cô chú bạn thì ở cái video này thì lát nữa mình sẽ khả năng là mình sẽ tua đi để tránh mất thời gian của cô chú bạn, sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi siêu thị săn tìm hàng. Thì anh chị em cùng chờ trong giây lát. Thì anh chị em cũng thấy là hàng ngày xưa này nó để cái động cơ ở phía trước này. Đấy, để động cơ ở phía trước nhé. Còn cái hàng đời mới bây giờ thì nó lại để ở phía trung tâm. Đây là một con xe hoài cổ chợ điện trong tình trạng rất tuyệt vời luôn. Hàng rất đẹp. Đấy, con này thì đã có một anh ở Hải Phòng anh lấy rồi nhé. Thì mình quay qua cho cô chú bạn. Đây là chuông, hệ thống chuông thông minh. Đấy, đây là cơ cấu sang số này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tua đi nhé, tua cái đoạn này để tránh mất thời gian của cô chú anh chị các bạn. Thì sau đó thì mình bốc hàng lên xe, sau đó thì di chuyển lên cảng hàng không, rồi quay về mình tiếp tục đi tiệm đồ cũ quay hàng cho cô chú anh bạn. Thì anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình cho đó thì gửi qua số Zalo. Số Zalo thì ở Nhật Bản là đuôi 339, còn số tại Việt Nam là 733866. Con này đồ của nó rất đẹp nhá. Thì bây giờ mình sẽ tua đi để tránh mất thời gian của cô chú anh chị các bạn. Anh chị em cùng chờ đợi trong giây lát. Bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng tiếp tục mình di chuyển nhá, di chuyển về tiếp tục lấy xe, sau đó thì đi tiệm đồ cũ tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm tại siêu thị của Nhật Bản. Đấy, thì khi mà quay trở lại cái siêu thị thì mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm. Đây là một cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Đây là những cặp loa trong tình trạng hàng chưa sử dụng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi những cái cặp loa này thì đa số nó bán giá rất là cao nhé. Đa số mình chào về Việt Nam thì rất khó anh em tiếp cận. Thế thì mình sẽ bỏ qua cái đoạn này. Tại vì bữa trước mình quay ở đây rồi nhưng mà đa số là giá của nó rất là cao. Bây giờ mình đi mình tìm xem cái sản phẩm nào mà thấy phù hợp. Phù hợp với túi tiền cô chú bạn thì mình sẽ quay nhé. Vì thì vừa nãy mình vào thì có một chiếc máy rửa bát. Có một chiếc máy rửa bát trong tình trạng rất đẹp. Thì bây giờ xin kính mời cô chú bạn cùng di chuyển ra. Mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về đường biển nhé. Báo giá về đường biển thì cô chú bạn nào quan tâm đến một chiếc máy rửa bát trong tình trạng rất tuyệt vời thì chụp ảnh lại màn hình cho đó thì gửi qua số Zalo. Số Zalo ở Nhật thì là đuôi 339, còn số Zalo tại Việt Nam là 733866. Đây tất cả có rất là nhiều máy giặt luôn, nhưng mà máy giặt nó rất là nặng nhé. Báo giá về Việt Nam nó hơi bị ngược giá nên là anh em mình ở Nhật là ít khi chào máy giặt. Đấy, còn những cái nó tầm tầm vừa vừa như con máy rửa bát này thì trong tình trạng rất tuyệt vời luôn. Quay cho cô chú bạn. Đấy, thì trước mắt cô chú bạn đây là một chiếc máy rửa bát chén của Panasonic. Panasonic con này thì trong tình trạng gần như mới nhé cô chú bạn nhé. Gần như mới. Phải lên đến 98% luôn. Cô chú bạn thấy là cái tem đó là cái hàng mới sử dụng qua một vài lần thôi. Đấy, thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và cái con này giá tàu biển về để cô chú bạn lựa chọn nhé. Vì nó cũng tương đối nặng, đóng hàng vô cùng công phu. Con này thiết kế của nó bên trong thì hai ngăn, một ngăn để đũa thìa muỗng, còn một ngăn dưới thì để bát đũa đĩa. Sử dụng được là nó có thể năng là rửa được hai mâm bát trong gia đình nhé. Khoảng 2 mâm cơm, 2 mâm bát trong gia đình, dây rắc đầy đủ. Anh em về chỉ việc kết nối thôi. Anh em lưu ý là cắm điện 100 nhé.
Đấy, điện sử dụng là điện 100. Chiều ngang con này mình đo được nó khoảng 55 cm. Còn chiều cao mình đo được thì nó khoảng hơn 60 cm chút ạ. Khoảng 60 cm. Còn chiều ngang của nó thì khoảng 58 cm. Rất là vuông mà rất là thẩm mỹ luôn nhé. Cô chú bạn nghiên cứu chỗ trưng bày trong không gian nhà bếp nhà mình. Đây cô chú bạn quan sát này. Đấy, Panasonic. Điện thì là 100V. Điện 100V, công suất thì 110W. 110W công suất tiêu thụ. Giá con này đi tàu biển về là 10.500.000 nhé, cô chú bạn nhé. Về tay là 10.500.000. Hàng đi biển. Cô chú bạn quan tâm thì có thể chuyển trước 5.500.000. Sau đó thì nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Đi biển thì nó khoảng hơn 2 tháng, cô chú bạn sẽ nhận được hàng. Đấy, giá đóng hộ thôi. Đấy, cô chú bạn quan tâm. Sản xuất năm 2022 nhé. Sản xuất năm 2022 mà chắc là mới sử dụng qua một vài lần. Mới phải đến 97-98%. Giá đi tàu biển là 10.500.000 nhé. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho đó thì qua số Zalo. Một trong những máy, con máy rửa bát trong tình trạng đẹp nhất ở Nhật Bản. Con này máy mới tại Nhật Bản nó rơi vào khoảng 20 triệu tại Nhật cô chú bạn nhé. Khoảng 20 triệu tại Nhật Bản. Chưa có cước về. Trong khi đó con này về tay 10.500.000 là giá quá tuyệt vời luôn cho cô chú bạn đi biển. Đấy, thì ngay bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái thiết bị khác. Một cái đây là trong tiệm đồ cũ mà. Đấy, có rất là nhiều các sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Thì đây trước mắt cô chú bạn là một chiếc vali bằng nhôm. Vali bằng nhôm là thì phù hợp cho cô chú bạn nào làm về nghề ngành kỹ thuật nhé. Ngành kỹ thuật mà có thể năng có nhiều khi phải di chuyển đồ vật ấy. Mang theo thì đây là một chiếc vali bằng nhôm. Cô chú bạn có thể chứa đồ đạc, dụng cụ, làm việc. Trong tình trạng rất mới luôn nhé. Trong thì có rất nhiều ngăn. Có rất nhiều ngăn thì con này có khả năng đi máy bay về được. Đấy, thì cô chú bạn quan chiều này của nó thì khoảng 35 cm và chiều này khoảng 45 cm. Nhôm khóa nhá, vali nhôm. Cô chú bạn nào chơi cái này cũng được. Anh chị em quan tâm thì có thể chụp ảnh lại màn hình mình báo giá về tay nhé. Tại vì mình chưa biết cái cân nặng của nó là chưa thể báo giá được. Đấy, quai sách đầy đủ, vali nhôm. Đấy, thì bây giờ mình di chuyển sang một cái hành lang khác để quay túi sách cho cô chú bạn nhé. Anh chị em cùng hướng về màn hình mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm túi hiệu. Đấy, thì bây giờ mình di chuyển sang đây thì cô chú bạn có thể thấy là rất là nhiều các dòng sản phẩm hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà trong tình trạng rất đẹp. Đấy, khi mà sang đây thì cô chú bạn thấy là rất là nhiều túi sách nhá, túi sách hàng hiệu. Hôm nay thì mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết, thì cố gắng là bảo nhân viên nó sẽ bỏ ra bên ngoài để mình quay cận cảnh chi tiết cho cô chú bạn tiện mua sắm. Thì anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình đó thì gửi qua số Zalo. Trong lúc quay này thì mình cố gắng là mình báo giá tại Nhật Bản nhé. Tại vì nó là nhân chia cộng trừ nó rất mất thời gian. Đó, thì anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình. Đây là một chiếc túi rất đẹp này. Chiếc túi của Nam cô chú bạn nhé. Lát nữa mình sẽ bảo nhân viên nó đưa hắn ra bên ngoài. Mình cố gắng là chọn những cái nào đẹp nhất và trong tầm tiền vừa phải nhất để cô chú bạn tiện mua sắm. Nhưng con này rất là đắt luôn. Con này hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 25 triệu thì thôi bỏ qua này. 25 triệu thì nhưng mà trong tiền nào của ấy chị em rất đẹp nhá. Khoảng 25 triệu tại Nhật Bản. Đấy, kế đếp thì anh chị em thấy là con này trong tình giá của nó rất vừa phải này, nó khoảng hơn 5 triệu tại Nhật Bản. Kế tiếp từ đây có hai chiếc túi ví của Nam. Ví kẹp nách và một chiếc thắt lưng của tất cả này đều của Louis Vuitton cô chú bạn nhé. Thì bây giờ cô chú bạn cùng chờ xong rồi lát mình sẽ yêu cầu nhân viên nó bỏ hết ra bên ngoài. Mình quay cận cảnh chi tiết đi tại vì là nhiều lúc khi trong tủ kính này nó có ánh mờ cô chú bạn khó quan sát. Bây giờ những cái món nào mà mình quay này thì mình sẽ bảo nhân viên đưa ra từng món một để quay cho cô chú bạn. Thì anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình nhé.
Cô chú bạn cùng chờ trong giây lát. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại, sau đó thì gửi qua số Zalo. Đồ cũ ở Nhật Bản thì là một thiên đường đồ mua sắm. Cô chú bạn thấy là rất nhiều các dòng sản phẩm túi hiệu, đồ hiệu từ thượng vàng hạ cám 1-2-3 ngàn đến 1-2 triệu, 1-20 triệu. Đấy, bây giờ mình bỏ cái này ra quay cho cô chú bạn nhé. Mình nghĩ đây là một chiếc túi của nam rất tuyệt vời để cô chú bạn lựa chọn. Bây giờ mình để ở đây mình quay cận cảnh chi tiết chiếc túi này thì cô chú bạn quan sát này. Đấy, một màu rất là sáng nhé, màu rất sáng. Cái này thì nam nữ đều sử dụng được, túi kiểu túi của nam. Đây, cô chú bạn thấy này, đang bày bán tại Nhật với giá khoảng gần 8 triệu. Một chiếc túi rất đẹp nhé. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, mình sẽ báo giá về tay. Louis Vuitton Paris. Chiều này của nó thì khoảng 30 cm ạ. Và chiều cao cũng khoảng 30 cm, khoảng một chiếc túi hình vuông. Chiếc này thì nó có hai lớp nhé, hai lớp. Trong tình trạng rất đẹp của chú bạn. Đây là một chiếc túi bán giá rất là phải chăng. Đấy, anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Anh chị em chụp ảnh lại màn hình nhé, mình sẽ báo giá về tay một cách chính xác. Tại vì bây giờ mình quay cái này thì áng áng chừng thì nói nó không chính xác ấy. Nói áng áng giá tại Nhật thôi. Quan trọng nhất là mình sẽ cố gắng là quay cận cảnh chi tiết. Đấy, sang bên đây thì cô chú bạn thấy là một chiếc túi này. Đấy, chiếc túi này thì cơ cấu của nó là hình ống tròn. Giá tại Nhật khoảng hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu tại Nhật Bản. Về cơ bản đây là một chiếc túi có thể sử dụng tốt của chú bạn. Đấy, không có một vết rách nào nhé. Không có một vết chảy xước nào. Tuy nhiên thì qua màu thời gian thì nó sẽ hơi tối màu đi. Chiều này của nó thì khoảng 35 cm. Và cái này nó là hình trụ nhé. Hình trụ tròn. Đấy. Kéo khóa ra bên trong của chú bạn này. Kéo khóa ra bên trong thì của chú bạn thấy là còn rất đẹp. Nói chung là anh em mua đồ hiệu thì cũng tiền nào của ấy thôi cô chú bạn. Ở Nhật thì người ta đã test kỹ, kiểm tra kỹ, sau đó đưa ra một mức giá này. Đấy, thì cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh nhé, chụp ảnh lại màn hình. Đấy, kế tiếp đây thì cô chú bạn thấy là có hai chiếc túi kẹp nách của nam. Cô chú bạn để ý kỹ hai chiếc túi nhé. Hai chiếc túi này thì giá của nó thì lệch nhau. Tại vì nó lệch nhau thì tại sao lệch nhau thì cô chú bạn thấy này. À, thì đây là một chiếc túi màu hơi màu xanh bộ đội một chút. Chiều cao của nó thì khoảng 18, ở chiều này thì khoảng 25. Nó hơi cũ một chút nha cô chú bạn nhé. Hơi cũ một chút. Màu xanh. Đây cô chú bạn thấy này. Con này thì sản xuất tại Made in Spain, Tây Ban Nha cô chú bạn. Sản xuất tại Tây Ban Nha. Cơ bản ở đây cũng nhuốm màu thời gian, có một vài vết tì. Nhưng mà tiền nào của ấy thôi cô chú bạn. Giá đang con này về khả năng là mông má lại đi thì rất là đẹp luôn. Đánh xi lại đi. Đấy, giá tại Nhật cô chú bạn thấy này. Đấy, nó khoảng hơn 3 triệu. 3 triệu mấy, 4 triệu. Đấy, kế tiếp thì đây là một chiếc túi y như vậy nhá. Kiểu dáng thiết kế y như nhau. Màu đen. Nhưng mà giá của nó lại gấp đôi luôn, gần gấp 2 rưỡi luôn. Giá tại Nhật thì nó loanh quanh khoảng gần 10 triệu, 9 triệu mấy. Đấy, Louis Vuitton. Kiểu dáng kích thước như nhau, nhưng con này màu đen, trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cô chú bạn đây này. Đây là một chiếc túi kẹp nách của nam vô cùng tuyệt vời để cô chú bạn có thể sưu tầm. Con này cũng được sản xuất tại Tây Ban Nha. Đấy thì cô chú bạn thấy không? Tiền nào của đấy đẹp hơn một chút thì người ta sẽ bán giá gấp đôi.
Còn cũ thì cô chú bạn bè có thể mông má lại tùy theo. Càng đắt tiền thì càng đẹp, mà vừa vừa tiền thì mua loại cũ cũ chút cũng được. Đấy, cô chú bạn thấy không? Hai chiếc túi màu sắc khác nhau. Kế tiếp đây là một chiếc dây đai nhá, dây thắt lưng. 39.800 yên thì nó khoảng 3.500.000. 3.500.000, 3.600.000 tại Nhật Bản nha cô chú bạn nhé. Đấy, cô chú bạn kích thước sai thì cô chú bạn thấy là từ 90 đến 100. Bụng từ 90 đến 100cm thì xài vừa. Đấy, hàng của LV, Louis Vuitton, mà cái bản này của nó thì nó khoảng 4.5cm, gần 5cm, bản lớn của chú bạn nhé, bản lớn. Đây, xài cực kỳ ít luôn, cô chú bạn quan tâm nhìn cái lỗ này thì biết này. Hầu như chắc người ta chỉ xài vài lần thôi, cái bản này của nó khoảng 4.8cm. Nói chung là bản lớn. Xem con này sản xuất tại đâu. Đây cô chú bạn thấy là đây con này nè. Con này cũng sản xuất tại Tây Ban Nha, Spain. Bụng cô chú khoảng 80 đến 100cm thì vừa, xài vừa. Đấy thì cô chú bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Đấy, thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú bạn cùng di chuyển về cái căn phòng quen thuộc của mình nhé. Tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những sản phẩm vừa cập nhật về. Hôm nay thì về căn phòng tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn. Cô chú bạn cùng chờ đợi trong giây lát. Vâng, để tiếp nối cái video này thì cô chú bạn thấy là đây là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Okohama. Khi mà về đến căn phòng này, cô chú bạn có thể thấy là đầy đủ âm thanh và ánh sáng tốt nhất để quay cho cô chú bạn. Thì gồm rất là nhiều đồng hồ để bàn, bộ loa karaoke này, loa vừa karat karaoke vừa nghe nhạc trong tình trạng đẹp xuất sắc cô chú bạn nhé, đồng thời cả âm ly cả bộ luôn. Cô chú bạn nào mà muốn sắm một bộ hát karaoke gia đình mà còn nguyên bản tại Nhật Bản gửi về thì đây là một bộ karaoke vô cùng tuyệt vời để cô chú bạn mua sắm. Loa là Bose 314 và đặc biệt là con này còn nguyên thùng xốp nhé. Cặp này thì còn nguyên thùng xốp, còn cặp bên ngoài thì cũng mới tương đương luôn, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Đấy, thì lát nữa mình sẽ khui ra quay cận cảnh chi tiết cho cô chú bạn bộ này, thì anh chị em nào quan tâm đến bộ này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình. Bởi vì bộ này mình phối ghép rất là nhiều rồi, bởi vì bộ này phối ghép rất là hay nên là mình bán cả bộ nhé, không bán lẻ tách rời. Cả âm ly và loa thì anh chị em nào có nhu cầu hát karaoke và nghe nhạc gia đình thì tuyệt vời luôn. Đấy, thì không để mất thời gian của cô chú bạn thì trước mắt của chú bạn đây là một chiếc đồng hồ để bàn trong tình trạng mới 100% nhé, hàng khui hộp. Đấy, đồng hồ để bàn Citizel sản xuất tại Nhật Bản và hàng khui hộp chưa qua trưng bày. Mình vừa mới lắp pin và để test cho cô chú bạn. Tổng cao của chiếc này thì nó khoảng 33cm. Khoảng 33cm và chiều ngang thì khoảng 20cm. Chiều ngang thì khoảng 22-21cm. Mặt trên thì nó là mica nhé cô chú bạn nhé. Mica màu. Mặt trên mica màu. Mica màu mận chín. Đấy, còn khung thì nhôm, dưới này cũng là mica màu. Đây là khung nhôm, hệ nhôm. Chiếc này thì chạy pin của các bạn nhé, chạy pin. Mới không tì vết của các bạn, bởi vì nó cũng là nguyên hộp xốp mà. Giá chiếc đồng hồ này về tay là 4,5 triệu tiền Việt Nam nhé, 4 triệu 500 ngàn đồng. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho nó từ qua số Zalo. Riêng đây được tích hợp một cái con xoay 24/7 nhìn rất là vui mắt. Hàng khui hộp luôn nhé, 4 triệu 500 ngàn đồng. Đây chính là cái hộp của nó này. Đấy, cái hộp của nó thì mình đã khui sẵn rồi để không mất thời gian này cô chú như các bạn. Hàng hộp xốp chưa qua trưng bày.
Đấy, hiệu Citizel, vô cùng chất lượng luôn, 4.500.000 đồng là giá bao ship. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Cách mua hàng thì cô chú bạn chuyển khoản thôi, mình có số tài khoản tại Việt Nam mà. Cái tiếp từ đây lại về là tiếp là một chiếc đồng hồ Master. Cô chú bạn thấy đồng hồ Master sản xuất tại Nhật Bản. Và dưới này có một hệ xoay nhé, hệ xoay treo. Đây là chiếc đồng hồ, người ta gọi là đồng hồ quả lê. Đấy, chiếc này tổng cao của nó thì khoảng 38 cm. Tổng cao khoảng 38 cm lên đỉnh. Chiếc này thì ở châu Âu thì người ta sản, ở Thụy Sĩ thì người ta sản xuất bằng cơ nhé. Nhưng mà Nhật thì nó tái bản nên là nó sản xuất bằng pin, chạy bằng pin. Đồng hồ quả lê, chiếc này mà chạy cơ của nó 10 mấy 20 triệu cho bạn, rất đắt luôn. Nhưng con này chạy pin thì giá rẻ này, chạy pin giá về tay 4.500.000 nhá, 4.500.000 đồng giá bao ship. Đấy, sản xuất tại Nhật, bóng loáng luôn nhá. Chiếc này thì cũng có thùng xốp nhá, cũng nguyên thùng xốp đây cô chú bạn này. Đấy, hàng về mình đã ghi ở đây là hộp xốp sản xuất tại Nhật Bản để tránh đỡ nhầm lẫn đi. Đồng hồ chạy pin dạng quả lê, nhìn vô cùng yếu điệu, kiểu dáng rất là đẹp. Giá về tay là cũng 4.500.000 đồng nhá. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Đấy, kế tiếp thì nay tiếp tục về được một chiếc đồng hồ Seiko, đồng hồ đá của chú bạn, đồng hồ này ốp đá nhá. Đồng hồ Seiko ốp đá, dưới đây thì cũng được 4 viên đá xoay đi xoay lại. Nhìn rất là vui mắt, và con này cũng chạy pin nhá. Tổng cao của chiếc này thì khoảng 30 cm ạ, khoảng 30 cm, khoảng 29-30 cm. Đây là ốp ngọc này, gần trong nhá, ngọc gần trắng trong luôn. Này gọi là ngọc chính xác hơn, không phải là đá nữa. Rất là nặng luôn, này chạy pin. Con này thì không có thùng xốp của chú bạn nhé, hàng đã qua trưng bày không thùng xốp. Đây là vân đá, tuy nhiên là không một tí vết nào của chú bạn nhé, không một tí vết nào. Giá chiếc này về tay là 4.200.000 đồng. 4.200.000 là giá về tay, không tì vết, đây là những vết vân đá thôi. Hàng như mới nhưng mà không có thùng xốp. 4.200.000 là giá về tay. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại nhé, sau đó thì gửi qua số Zalo để dễ mua sắm. Video thì mình phát vào 20 giờ Việt Nam, thì cô chú bạn nào xem sớm thì mua được sớm. Nhiều khi anh chị em xem sau cái hỏi thì lại mất, mà anh chị em nào xem sớm mà thấy ưng ý thì nhanh chóng chụp luôn. Bởi vì mỗi sản phẩm nó chỉ có một chiếc thì nên là nhiều khi anh chị em mua sớm thì mua sau một phút là cũng mất luôn. Đấy, thì kế tiếp đây là bộ vừa nãy mình đã giới thiệu nhá. Âm ly Denon 1500R trong tình trạng đẹp xuất sắc. Mà cái âm ly này đặc biệt là nó rất dễ phối ghép với tất cả các dòng loa Mỹ, loa 30, bass 40. Và chạy một lúc được hai cặp loa. Chạy một lúc hai cặp loa nhá. Đấy, mặt trước thì không tì vết luôn. Đây là giấy tờ của nó này. Còn nguyên bọc ni lông túi bóng tại siêu thị. Anh chị em nào lấy bộ này thì dây rắc đầy đủ nhá. Dây rắc đầy đủ, về chỉ việc cắm nghe thôi. Còn anh chị em muốn hát karaoke thì mua thêm một vang. Một vang hơn 2 triệu tại Việt Nam và một cặp mic nữa. Đây là có một bộ nghe nhạc hát karaoke gia đình vô cùng tuyệt vời luôn. Đảm bảo với cô chú bạn không hay không lấy tiền. Mình phối ghép những cái bộ này rất nhiều cho cô chú bạn hát karaoke gia đình. Đấy, hát karaoke thì phải 4 quả nó mới hay. Đấy, đằng sau nó là 1500R. Series là 4564. Điện tiêu thụ là 250W, sản xuất tại Nhật. Bóc là cho cô chú bạn mới thấy là độ mới đẹp của nó này. Đấy. 250W. Anh chị em thấy là khi mà về đến căn phòng mà mình thấy là âm thanh và ánh sáng đầy đủ, quay nó rất là chi tiết, thì cô chú bạn nhìn nó rất là dễ.
Nhiều khi ở siêu thị nó còn nguyên bọc túi bóng nên không dám bóc ra. Đấy, cái này thì mình bán cả bộ nhé, không bán tách rời. Đấy, kế tiếp thì đây là một cặp loa 314 này. 314 sản xuất tại Mexico trong tình trạng thiếu thùng xốp. Đấy, còn đây là một cặp có nguyên thùng xốp này. Của chú bạn nghe nhạc và hát karaoke, bộ này thì vô cùng tuyệt vời. Bây giờ mình để ra đây, sau đó thì mình ngắt video đi nhé. Khi mà mình ngắt xuống thì mình, trong lúc ngắt thì mình đã bóc ra và mình để lên đây cho cô chú bạn này, để lên đây quay để đỡ mất thời gian. Đấy, mình để trồng lên đây 4 quả, âm thanh ánh sáng đầy đủ và quay cho cô chú bạn một bộ karaoke gia đình vô cùng tuyệt vời luôn. Anh em nào ở Việt Nam mà hay mua phải hàng nhái này, hàng qua mông má sửa chữa, nghe mà thời gian đầu thì hay, sau đó thì vài tháng thì nghe bụp bụp bẹt bẹt, nghe vô cùng chán luôn. Thì đây là những cặp loa tuyển tại siêu thị của Nhật Bản nhé. Đấy, model là 314 của chúng bạn quan sát kỹ này, 314. Và vế này là vế trái nhé, cặp loa này là cặp loa trái. Đấy, 314 này, đây là loa trái này. Đấy, dưới đây là cặp, đây là chiếc loa phải này. Về đến đây rồi thì mình có thời gian để quay chi tiết cho cô chú bạn. Loa phải, và đây cô chú bạn đây, series của nó này. Ở đây là sản xuất tại Mexico này. Đấy, made in Mexico nhá. Số series đuôi của nó là 0077A. Này cũng này, made in Mexico này. Đấy. Series là 0077B. 0077B và đây là 0077A. Đấy, một cặp loa nguyên bản, nguyên đai, nguyên kiện, dây dắt đầy đủ. Về cô chú việc cắm điện rồi. Điện lưu ý là điện loa, điện âm ly là 110 nhá. Còn điện của loa thì nó lấy từ tín hiệu từ âm ly thôi. Loa không liên quan gì đến điện. Đấy, đây là một cặp thứ hai có thùng xốp này. Đây là vế trái này. Đấy, đây là vế phải này. Đấy. Sản xuất tại Mexico. Số series là 0240B. 0240B thì đương nhiên bên trên thì nó phải là 0240A này. Đấy, 0240A. Đấy là phía đằng sau nhá, made in Mexico. Đấy, phía đằng sau thì cô chú bạn nào quan tâm đến bộ này thì mình gửi đường bay về, khoảng 15 ngày cô chú bạn sẽ nhận được hàng. Và xin nhắc lại cô chú bạn là không bán tách rời nhá, bán cả bộ này nghe cho nó chất. Cô chú bạn nào có ý định sắm một bộ karaoke gia đình và nghe nhạc thì đây là một bộ loa trong tầm tiền vừa phải để cô chú bạn mua sắm. Cả một bộ này là gồm 4 loa, một âm ly, giá về tay là 33 triệu. 33 triệu là giá đi bay, bao ship tận sân. 33 triệu là 4 loa và một âm ly của chú bạn nhé. 4 loa và một âm ly. Của chú bạn hát karaoke trong phòng không hay, không lấy tiền luôn. Lưu ý là của chú bạn sắm thêm mic và vang nữa nhé. Vang thì ở Nhật thì không có vang, ở Nhật nó chỉ nghe nhạc thôi. Đấy, của chú bạn bên trong lòng của nó này, à, nguyên bản và bát 20 cm, trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn, vì con này là con nguyên thùng xốp. Cô chú bạn quan tâm mà, con ở cặp ở dưới là nguyên thùng xốp và cặp ở trên là không có thùng xốp, nhưng mà bóc ra thì nó ngang ngửa nhau, không khác nhau cái gì mấy. Đấy, 4 quả loa này nó dội vào thì cô chú bạn nghe hát vô cùng tuyệt vời luôn. Chép thì hai chép hai bên đầu, mỗi một loa là hai chép. Đấy, gồm cả âm ly này, một âm ly này nhá, một âm ly này và 4 quả loa này, giá về tay là 33 triệu, hàng đi máy bay, dây dắt đầy đủ. Đấy, thì clip này nó tương đối dài, mình xin tạm dừng cái video tại đây. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm và lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video tiếp theo. Một lần nữa thì Loa Hay TV
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.